người chiến thắng đã gọi tên tôi AS Mobilet hạng C. Xe đâu? Ủa xe đâu? Hạng C, tôi thấy rồi. Chú chị ăn hên thôi, chú chị ăn hôi ăn hên thôi. Cậu cả trong gia phả mà như này là chết rồi. Cậu cả như này là chết rồi. Sao dở vậy? Chú nói cái gì vậy chú? Về học tập lại đi nha. Chú biết cháu là ai không? Trời ơi, cái gì? Chú nói cái gì? Chú thua. Chú nói thua. Cái gì? Ôi, đi thua, không có bắt nạt người ta nên chú chạy. Đuổi học hôm nay thay cho chú một bữa đó. Mai rồi chẳng qua. Ui, sao mình...